Chào tất cả quý cô chú anh chị khách hàng nhá. Em lên sóng hơi muộn chút cho cả nhà mình ba cục cẩm chỉ. Hàng khô kiệt mọi người nhá. Ba cục đây có 51 cân. Đây, hai cục này các bác bổ xẻ chân đều vít luôn. Hàng đông đặc nhá. Rác thì đang cục đây rác đang hai cục đây rác đang mục hết rồi. Hàng khô em vừa xịt xong. Đây, cục đây có kích thước dài 60. Đầu đây là một chiều được 20. Đây là nó có phèo nhá mọi người, đây phèo này. Và dày được 15. Đấy. Chỗ đây là rộng được 20. Đế đây rộng được 25. Đây, đế. Đông đặc luôn, rác rục rồi. Lõi ra đây mọi người. Đấy. Cho mọi người xem nhé. Đây. Lõi này. Đây là rác đang mục mọi người nhé, rác đang mục. Lõi. Rồi cục số 2 đông đặc luôn nhé mọi người nhé. Đây là tí xíu vào nó đây là nó kẹp cái đầu gì đầu cái rễ gì vào. Đây, mất khoảng phân. Cục đây là dài 52 phân. Dày 21. Âm rộng 21, dày 15. Đây, chỗ đây là được 17 mọi người. Chiều này được 15. Lõi này mọi người. Hai cục đây là đã rất rục hết rồi. Lõi này mọi người nhé, em không cắt nên cắt đi sợ nó thấy có này. 14 này. 12 này. Rục. Thôi quý cô chú à, còn cục nữa. Hai cục đây. Cục đây thì nó kẹp mà một xíu xíu nó khoảng cỡ 3 phân. Đấy. 3 phân. Cục này dài thấp nhất đây mọi người này, 45. Cục này là rác vẫn còn sử dụng mọi người nhé, 20. 20. Cục đây là cũng còn sử dụng được. Cục đây là lõi đằng sau đây mọi người này. 15. Lõi là 15 16. Có cái lõi một xíu xíu này. Xíu xíu. Nó vào mất 5 phân em xịt rửa sạch sẽ hết rồi, nhẵn như trôn bát thôi. Nhẵn thín luôn đây mọi người. Nhẵn thín luôn. Ơi ba cục đây thì nói chung là đục tiện sẻ đều ok mọi người nhá. Đấy, quý cô chú chị thiện chí với ba cục này. 51 cân. 51 cân. Vân đẹp lắm mỗi độ là tối qua. Hai cục rác rục. Rác đang mục dần. Khô kiệt luôn mọi người. Giá cực kỳ êm mọi người nhá.